ngày xưa ngày xưa ở một thị trấn nhỏ có một ngôi nhà bị bỏ hoang ở vùng ngoại ô người dân địa phương nói về những âm thanh kỳ lạ và những sự kiện kỳ lạ diễn ra trong các bức tường của nó người ta nói rằng ngôi nhà bị ám ảnh bởi linh hồn của những cư dân cũ của nó những người đã gặp một kết cục bi thảm sự tò mò đã trở nên tốt hơn đối với một nhóm bạn vào một đêm nọ khi họ quyết định khám phá ngôi nhà mà ám khét tiếng trang bị đèn tin và tinh thần thép họ bước vào cánh cửa trước kêu cọt kẹt không khí đặc quán với cảm giác điềm báo khi họ tiến sâu hơn vào trong nhà những người bạn nhận thấy nhiệt độ giảm đáng kể bóng tối nhảy múa trên các bức tường và những lời thì thầm vang vọng khắp các sảnh mỗi bước họ đi đều cảm thấy nặng nề hơn như thể có một sức mạnh vô hình nào đó đang cố giữ họ lại đột nhiên một tiếng hét xé máu xuyên qua sự im lặng một trong những người bạn đã biến mất không dấu vết. Sự hoảng loạn lan khắp nhóm khi họ tuyệt vọng tìm kiếm người bạn đồng hành mất tích của mình. Nhưng ngôi nhà dường như đã nuốt chửng họ. Những người bạn còn lại túng tụng lại với nhau, tim đập thình thịch trong lòng ngực. Họ biết rằng họ phải trốn thoát trước khi gặp số phận tương tự. Nhưng ngôi nhà đã có kế hoạch khác. Những cánh cửa đóng sầm lại, nhốt họ trong những căn phòng khác nhau các bức tường bắt đầu đóng lại, ép không khí ra khỏi phổi của họ. Trong nỗ lực cuối cùng để sống sót, những người bạn đã thu hết can đảm và kêu gọi những linh hồn ám ảnh ngôi nhà. Họ cầu xin lòng thương xót, hứa sẽ không bao giờ làm phiền nơi yên nghỉ của họ nữa. Thật kỳ diệu, những bức tường ngừng đóng lại và những cánh cửa mở tung ra. Khi những người bạn loạn choạng bước ra khỏi nhà, thở hổn hỉnh họ nhìn thấy người bạn đồng hành mất tích của mình đang đứng bên ngoài tái nhợt và run rẩy họ không bao giờ nói về những gì đã xảy ra đêm đó nhưng trải nghiệm đó đã ám ảnh họ mãi mãi kể từ ngày đó ngôi nhà ma ám vẫn còn nguyên vẹn một lời nhắc nhở ấn lạnh về nỗi kinh hoàng ẩn nấp trong những bức tường của nó người dân thị trấn cảnh báo những người khác tránh xa vì các linh hồn sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai thoát khỏi nanh vuốt của chúng một lần nữa và vì vậy ngôi nhà mà ám đứng sừng sững như một minh chứng nghiệt ngã cho những nỗi kinh hoàng ẩn mình trong bóng tối như một lời nhắc nhở rằng tốt nhất là không nên quấy rầy một số nơi